chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm 2023. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh thường lệ cuối năm dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12. Cử tri thành phố Hưng Yên phản ánh hiện nay có một số tàu hút cát thường xuyên hoạt động trên tuyến sông Hồng, đoạn qua thôn Kệ Châu 1, xã Phú Cường. Nhân dân lo lắng hoạt động hút cát sẽ gây nguy cơ sạt lở tuyến kè đá bờ sông. Cử tri đề nghị tỉnh, thành phố xem xét sớm hoàn thiện tuyến đường Nam Tiến, phường Hồng Châu đã thi công dang dở 10 năm nay để tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương của nhân dân. Liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường, cử tri đề nghị cần tính toán kỹ để sau khi sắp nhập vị trí đặt trụ sở làm việc mới sẽ thuận tiện cho việc giao dịch giữa người dân với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 1, đồng chí Phạm Huy Bình đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản thông tin tới các cử tri một số định hướng lớn của tỉnh trong phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, cải cách hành chính từ nay đến năm 2030, giải đáp làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp thu và có biện pháp giải quyết kịp thời các ý kiến của cử tri. Liên quan đến kiến nghị về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nhằm tạo không gian phát triển kinh tế xã hội cho các đơn vị hành chính. Tỉnh Hưng Yên cũng đã có kế hoạch sắp xếp, thực hiện điều chỉnh, sáp nhập một số xã để đảm bảo diện tích và dân số. Đây là nội dung lớn, tỉnh sẽ thực hiện một cách thận trọng và sẽ lấy ý kiến nhân dân ở từng địa phương liên quan. Tên xã nhập vào thì có thể là tên nào hay mà dân thấy rằng là nó phù hợp với ý nghĩa lịch sử để chúng ta có thể đặt tên. Thứ hai đó là trụ sở thì chúng ta phải tính những cái thuận lợi cho người dân để xử lý công việc. Tới đây một số xã của thành phố Hưng Yên phải lên phường nhưng mà lên quận được, để đủ tiêu chí chúng ta phải lên thành phố hạng 2 và hạng nhất, sau đó lên quận hoặc là từ thành phố hạng 2 lên quận nếu đủ tiêu chí. Đấy, báo cáo đại biểu như vậy. Thế và đây là một nội dung lớn, tỉnh rất thận trọng. Chúng ta làm từng bước dần dần. Và sau này là có cái quy trình nữa là khi Trung ương đồng ý chúng ta cái việc là phải sáp nhập ấy, thì sẽ xin ý kiến nhân dân từng khu vực một. Sẽ có nghị quyết chung. Và cả một đề án xử lý về công sản, về con người, về tài chính, về ngân sách, rồi vấn đề về cơ sở vật chất của địa phương. Vậy là các đại biểu cử tri cứ yên tâm là chúng ta sẽ làm bài bản và công khai, dân chủ bàn bạc. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp gửi đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định.